trần cứu độ chúng sinh. Ngày xưa hoàng hậu Maria nằm mơ voi trắng bay vào, sinh ra người đi bảy bước chân người sen trắng nở. Nam mô bổn sư Thích Ca, thế giới ta bà thiên thượng thiên hạ độc tôn duy ngã, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Người tên Thái Tử Đạt Đa sống trên những gấm lụa là sánh vai cùng nàng công chúa, ngai vàng kế vị vua cha. Một hôm Thái Tử đi xa dạo chơi trong cõi ta bà, thấy người sinh lão bệnh tử ra về lòng như xót xa. Bao đêm người ngồi suy tư vào ra tâm trí thân thờ, phải tìm con đường giải thoát được